Một cái giai đoạn rằng là chị quyết định là chị chuyển sang chị làm kinh doanh, dường như là chị rời bỏ showbiz luôn. Vậy thì lý do gì mà chị lại bỏ cái câu chuyện showbiz qua một bên để mà chị làm kinh doanh? Tại vì chính khi mình đang là một nghệ sĩ thời điểm đó nổi tiếng sau cái phim Kiều Nữ Đại Gia và đang rất nhiều cơ hội, thì đó chính là cái cơ hội để mình phải có một cái bàn đạp chuyển qua kinh doanh và nó sẽ hiệu quả hơn. Giống như nếu như mà Lan nghĩ đi, thời điểm đó chị đang ở đỉnh cao về nổi tiếng trong cái việc ba chị em mình thành công Kiều Nữ đi, và nếu mình chỉ nhìn đơn giản là mình đang nổi và có rất nhiều lời mời, rồi mình cứ lao đầu vào mình đóng phim ở những cái cơ hội đó, đóng phim thôi, thì đến giờ chị cũng bị nhà mặt rồi, và có thể chị lại không thăng hoa và chị không giữ được một cái vị trí mà trong 10 năm cho dù không hoạt động nghệ thuật nhưng mình vẫn có một cái vị trí trong lòng khán giả và vị trí trong giới chuyên môn, xã hội, và người ta vẫn chưa bao giờ quên một đi nha kỳ của Kiều Nữ và Đại Gia. Dạ đúng rồi. Và thực sự là cái ngay cả cái cách comeback thì mình cũng chọn đó, cũng như là mình chạy rất nhanh và mình đã chín mùi trong kinh doanh, thì khi bây giờ mình comeback lại thì cái ngọn lửa của nghệ thuật bây giờ thì nó đang cháy, mà cháy đỏ rực chứ nó không phải là cháy màu vàng của sự non nớt lúc mới đầu. Hiện tại thì là Kỳ đang có rất là nhiều thứ, có thể nói là có tất cả rồi. Dạ. Thế nhưng Kỳ lại còn thiếu một thứ. Dạ. Cha mẹ ai cũng muốn con mình sống hạnh phúc, nhưng mà mình thấy là chắc duyên Kỳ chưa tới là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó vì Kỳ mê công việc quá, mê đến quên cả bản thân của mình, quên cả sức khỏe của mình. Cái đó là cái mà cô rất là buồn đó. Như hồi cô bệnh đó mà Kỳ về Kỳ chơi với cô có ngày thôi, cô nói mẹ sao mẹ nằm hay cứ vậy, sao con giờ con chịu hết nổi, mẹ con nhìn lên bốn bức tường con chịu không nổi, con lại về con làm công việc thôi. Có ba đứa con gái, còn cô con gái út phải chi mà nó không có gia đình mà nó ở bên mình suốt, thì cũng nói cứ đi suốt là một cái người phụ nữ của công việc. Đúng rồi, chạnh lòng đó. Lúc đầu thì buồn chứ, vì lúc đầu mình không quen cái cảm giác này. Tại vì thật ra con út thì lúc nào gần mẹ, kể cả trai út và là cái út gần bố gần mẹ hơn. Nhưng mà sau này thấy là cô ấy làm thì hăng say quá, rồi Kỳ cảm thấy viên mãn về cái những sự việc mình làm, thì mình nghĩ là cũng phải để cho cô Kỳ làm theo cái ý thích của Kỳ đi. Kỳ giống ba là không thể hiện ra bên bằng lời nói. Ngày xưa chú cũng vậy đó, mấy chục năm sống với nhau chú không thể hiện bất cứ gì về lời nói mà chú thực hiện về hành động. Thì bây giờ Kỳ cũng giống ba vậy đó, Kỳ không nói nhưng mà Kỳ thấy mẹ đến tuổi này rồi, mẹ thích đi chùa, mẹ thích những nơi yên tĩnh, là Kỳ xây luôn lên một cái biệt phủ như vậy đó. Rồi thấy mẹ ao ước ngày xưa là bố hứa bố đưa mẹ đi Đà Lạt chơi, rồi bố đã kịp đưa đi đâu thì bố mất rồi, là Kỳ xây nguyên một cái khu resort vậy đó để cho mẹ thoải mái ở Đà Lạt đó. Và em hỏi thiệt là đến bây giờ chị còn một cái điều gì gọi là băn khoăn, trắc trở, hoặc cái điều gì đó mà mình còn chưa làm được cho chị, cho cuộc đời của chị, cho gia đình chị, cho mẹ chị hoặc là cho ba chị hay không? Chị đã làm hết luôn á. Tin nổi mà mọi người nói chứ, ôi sao giờ nhìn Kỳ trẻ hơn cả hồi xưa. Thì thật ra nó là gì, là nhiều khi mình nói giỡn nhưng mà không biết có thiệt không. Chị nói chắc có lẽ là mọi thứ nó đã được trọn vẹn và thậm chí là nó viên mãn hơn những gì mà Kỳ nghĩ. Thì giống như mình có cái khả năng gọi là tiết ra hóc môn hạnh phúc á, ăn chanh mà thấy ngọt. Cái sự việc chết luôn nha. Gì anh đi lẹ đi, em không dữ lắm. Nó nghe nè. Gì? Sao bữa nay dẫn anh về quê tiếp tục vậy? Đi xa như vậy thì mới có đất bự để xây biệt phủ anh ơi. Chà, biệt phủ hả? Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. À, em ơi bây giờ nè. Dạ. Cho người ta hỏi không trả lời. Em phải chào khán giả trước cái đã. Hình như em là người phụ nữ đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ nào. Không biết trên thế giới này còn có người phụ nữ nào mà nó có một cái sự bí hiểm giống như em không? Có anh. Ai? Đây là một người phụ nữ mang tới cho anh một cái sự bất ngờ. Tại vì cô rất là duyên dáng và cô là một người phụ nữ rất là thành đạt. Không làm thời gian của anh Thuận nữa. Lan hôm nay sẽ dắt quý vị và các bạn đến gõ cửa thăm nhà của nữ nghệ sĩ Trần Thị Thanh Nhàn. Trần Thị Thanh Nhàn. Trần Thị Thanh Nhàn là tên cúng cơm. Dạ, còn nickname là Lý Nhã Kỳ.
Lý Gia Kỳ. Dạ. Trời ơi, anh rất là thích Lý Gia Kỳ. Em cũng vậy. Rồi, để anh vô anh thăm. Anh ơi, lộn rồi anh ơi. Biệt phủ nè. Trời, cái đó mới biệt thự rồi, bên đây mới biệt phủ nè. Trời ơi. Đây, Trần Lê Gia. Trời ơi, biệt phủ Lý Gia Kỳ. Cái này là em đang đắn đo, không biết sao mà gõ cửa. Gõ cổng thăm phủ. Nhưng mà mình vẫn phải làm theo đúng format của chương trình. Rồi, gọi điện thoại vô anh. Kỳ ơi. Kỳ Kỳ ơi. Ôi. Ai đó? Khỏe không? Dạ em khỏe. Đấy, mọi người ơi, có thể thấy người phụ nữ sau 13 năm thì vẫn như ý như vậy, không thay đổi gì hết, đúng không ạ? Nhưng hỏi thì phải có một chút lịch sự, vậy mới ngoan chứ. Thôi đi. Cần ăn ngon, mặc đẹp. Với em, đó mới là lòng tốt đích thực. Má Trúc nha. Kêu là má Trúc nha con trai. Ê, mày nhìn xem, nó giống lên Sơn y hệt ha. Em phải về quê coi chả làm gì mà xài tiền dữ vậy. À, mà chị nghe nói chồng em hai lúa lắm mà. Thì đó, vậy mới đáng nghi chứ. Ôi, dạy mày cái ồn ào quá đi. Trời ơi, này. Tao nè chứ còn ai. À, bây giờ xin phép cho vô thăm biệt phủ nha. Dạ, dạ, dạ. Mời mọi người. Wow. Ủa Kỳ ơi, ở đây làm được xây dựng lâu chưa vậy em? Thật ra thì công trình này em xây được 1 năm rồi anh. 1 năm hả? Dạ, và hoàn thiện thì nó cũng mới vừa hoàn thiện xong. À. Tốc độ xây thì chắc mọi người không biết là em xây trong vòng 6 tháng. Wow. Trời ơi. Em mang hết lính về xem nhốt, đóng cửa lại là chỉ có làm trong này thôi và tập trung làm nên là hiệu quả. Ở đây thì em xây theo cái dạng kiến trúc Việt Nam cổ xưa, là nhà ba gian thì có một cái khu nhà ở. Dạ. Còn đây là một cái phủ. Phủ. Dạ, phủ thờ. Anh ơi, cái cây thiên tuế của em nè. Cây này cả ngàn tuổi, anh cứ tưởng tượng là một vòng của nó là 1 năm đó. Mà giờ nó chỉ ra tới 4 cái đào như vậy. Nó vô giá. Ồ, cái này là vô giá. Và hôm nay chắc có lẽ là đúng là một cái duyên hay sao á, như là được gặp gỡ một người phụ nữ mà anh rất là ngưỡng mộ. Wow. Xin phép Nha Kỳ cho anh nói chuyện với cô một xíu. Hả? À, cô ơi, là cô là ở trên đây là thường xuyên luôn hả cô? Dạ vâng. Thật ra thì mẹ em vẫn ở Sài Gòn. Anh ở thành phố. Dạ, nhưng mà cái khu biệt phủ này là em xây là thứ nhất là để thờ ông bà tổ tiên hai bên. Cái thứ hai nữa là để cho gia đình cuối tuần về nghỉ ngơi. Em rất là muốn chị có thể chia sẻ cái cuộc sống hiện tại của chị. Hiện tại thì chị vẫn sống ở Sài Gòn. Rồi còn về công việc thì mọi người biết rồi là chị cũng đã quay lại với nghệ thuật sau 10 năm gọi là dành hết tâm huyết để làm kinh tế. Sau 10 năm em quay trở lại và cái cảm giác của em ra sao? Thật ra thì có hai cái lần đầu tiên, tức như là mười mấy năm trước khi em lần đầu tiên được là diễn viên, được đóng, được đứng trước máy quay, em rất là ngốc nghếch. Vì em thật ra là em là được gọi là bắt gặp ngoài đường rồi mời vô đóng phim, chứ em không phải là dân từ trong lò được đào tạo ra, mà là lúc đó em đang ở Đức về thăm gia đình rồi cái đi vô Diamond Plaza và được phát hiện. Và lúc đó em còn không hiểu mọi người nói chữ rắc co là gì, cứ mỗi quay xong cái mọi người quay qua đó. Kỳ giữ rắc co nha. Mình nghĩ trong đầu, ủa chị này chị giao cho mình cái gì mà sao chị cứ kêu mình giữ rắc co hoài. Có nghĩa là ủa, giao rắc co không có giao rắc co cho mình đâu mà sao gì mà kêu mình có giữ hoài à. Nhưng mà giờ mình hỏi, ủa chị em giữ gì thì cũng kỳ. Sau rồi mình tập trung mình quan sát các diễn viên khác, là cứ mỗi lần đóng cái mọi người sẽ nói, ồ hồi nãy rắc co em vậy đúng không, rắc co em tay vậy không. Cái mình hình dung, à thì ra giữ rắc co là giữ một cái hành động nào đó trước khi mà cắn, là tự học. Nhưng mà cái đó là phim Kiều Nữ Đại Gia hả?
Phim Kiều Nữ Đại Gia là phim thứ hai thôi. Vô đầu cái là phim tình yêu tình yêu còn mãi của chú Phương Điền đúng không? Chắc vậy. Nói chung là cuộc đời cũng được trải thảm trong nghệ thuật. Lúc đó em không chỉ nghĩ là dạo chơi vì hồi nhỏ ba mẹ luôn nã vô đầu. Nã vô đầu là con không hát, không múa, không diễn gì nha. Con không có một cái khiếu gì nha. Ráng mà lo học để mà lo cái tấm thân nha, chứ đừng có mơ mộng. Tại hồi nhỏ là suốt ngày cứ chùm cái chăn rồi múa kiếm, coi phim kiếm hiệp. Bị ba mẹ nã quá nên thôi mình cứ thử thôi, tự thử trong một cái tâm thế là thôi ráng chơi một lần cho biết. Thì cái cảm xúc đầu tiên của 15 năm trước khi em lần đầu tiên vào nghề, và cảm xúc lần đầu tiên khi sau 10 năm là em quay lại với lại nghệ thuật, thì lúc đó giống như là em có một cái nguồn năng lượng nó rất là dư. Tại vì 10 năm em tích lũy cái em làm còn dư hơn cái mà người ta muốn làm luôn á. Mọi người rất là bất ngờ về cái chuyện rằng là em vẫn giữ được cái lửa. Thật ra thì em cũng có sản xuất một cái phim điện ảnh Bí Mật Thiên Đường, em đóng vai chính với lại anh Han Joo Suk của Hàn Quốc. Vừa rồi định ra mắt đó. Nhưng mà do dịch Covid nên là em chờ, và dự tính là sẽ ra trong tháng 11. Anh cũng rất là mong chờ cái sản phẩm điện ảnh đó, sự xuất hiện trở lại của Lý Nhã Kỳ. Dạ. Rồi đi làm nhiều gì, có thời gian ăn cơm với mẹ không? Ăn cơm thì em dành rất là nhiều. Tại vì thay ba ăn cơm với mẹ. Và có bao giờ nấu ăn cho mẹ không? Nhìn xòe cái bàn tay cho anh coi coi. Trời. Bàn tay này là không xuống bếp nha, giống bàn tay này. Dạ. Không xuống bếp. Em không nấu ăn giỏi. Nhưng mà có bao giờ tặng cho mẹ những cái bữa ăn mà do đích thân em nấu không? Em có thể tặng cái khác được không? Em nghĩ tặng cái khác mẹ sẽ vui hơn tặng cái bữa ăn của em, vì mẹ sẽ không ăn được anh à. Đã có ba cái mà mình rất là ấn tượng và buồn cười con mình. Thứ nhất là ba bệnh, xong rồi mẹ đưa ba vô bệnh viện. Đến trưa mẹ về thì thấy cô ta mặc đồ đi học. Rồi mẹ hỏi con ăn cơm chưa? Ê, con ăn cơm rồi. Ủa vậy cơm đâu con ăn? Trong nồi. Mình nói trời ơi cơm nó thiêu rồi sao con ăn? Hèn chỉ con ăn con thấy nó ở nước. Thế rồi. Em xong, đoán em đã dạ, nhà lắm. Xong mẹ đến chiều mẹ lại vô bệnh viện chăm bố. Cái cô gọi điện thoại nói mẹ ơi vậy chứ con muốn ăn cơm thì ăn gì? Cái mình nói thì có hộp dịch con luộc đỡ thì con ăn. Như bắp cải đó con luộc lên hai cái là coi như dễ nhất rồi. Yeah. Cái nó luộc xong cái nó lấy cái đũa nó gắp cho trứng, gắp hoài trứng không có lên. Cái gọi điện mẹ ơi vậy chứ mà trứng chắc lâu rồi á, cũng phải là tiếng rồi, nó chín rồi mà giờ con lấy đũa gắp hoài nó không lên. Chị thấy hai lần hỏi mẹ rồi mẹ cười quá. Lần thứ ba gọi cho bạn: bạn ơi vậy chứ nhà bạn có bao giờ luộc bắp cải không? Cái bạn kia nói chứ mẹ mình luộc không mình không biết. Cái bạn Kỳ nói chứ ê mà sao mình luộc bắp cải giờ nó vàng khè rồi. Hai bạn nghĩ qua nghĩ lại cái bạn này quyết định thôi đem đổ nha, bạn bưng nguyên đồ bắp cải đi đổ. Bắp cải nó trắng nhưng chú luộc lên nó phải vàng. Đúng rồi. Trời ơi, chắc vì với những cái tính mà nấu ăn mà nói chung là đảm đang quá đó. Cho nên là cô sợ đó đúng không? Đúng rồi. Nó thôi để tao vô luôn đi, đúng. Mày khỏi làm đúng không? Dạ. Hồi bữa nay giờ sao này? Cũng tới giờ cơm rồi anh ơi. Để xem coi. Tại thường thì biết không, chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà là bao giờ cũng vậy, có một phần rất đặc biệt. Đó chính là một bữa ăn. Trên mâm cơm ngày hôm nay có điều gì đặc biệt và ai sẽ là người vào bếp? Đúng là một phong cảnh hữu tình đúng không cô? Dạ. Cô là mấy người con tất cả? Mình ba người. Kỳ là thứ mấy cô? Kỳ là cái út. Hai người lớn của Kỳ là hai chị gái. Hai chị có gia đình rồi. Dạ. Chú thì là? Chú mất 15 năm nay rồi. Chú hồi xưa là bộ đội đặc công á. Dạ. Đoàn của chú giải phóng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó gặp cô thì cưới cô. Nhưng mà cái lúc đó là chú cũng đã bị cái vết thương rồi. Cái vết thương vì đặc công thì đi đánh cầu. Xưa ở đằng sau lưng nó sập cái hầm ở sông Bến Cát tỉnh Bình Dương á, nó đập vào lưng của chú thì nó đã bị thương từ đó rồi. Cái vết thương nó cứ hành hạ thân xác của chú làm cho liệt tủy rồi liệt chân. Mấy năm? 15 năm một tháng. Nằm một chỗ 15 năm. Và lúc đó chắc là một tay cô hết luôn. À dạ đúng rồi. Vừa làm ba, vừa làm mẹ, vừa làm chủ gia đình. Được cái là không bao giờ ai người ta mất đi hết đâu. Thí dụ người ta mình mất cái này thì ông trời lại cho mình một cái khác. Dạ. Đó. Thì mình đã có may mắn là mình buôn bán làm ăn thì nó rất là tốt, nó rất là thuận lợi.
Một trong những điều mà ông mang đến cho cô đó là ba cô con gái. Dạ. Ngoan, thậm chí là biết thương mẹ, thương cha. Ủa chị, bây giờ hai chị em mình ngồi đây rồi, ai lo phần cơm nước? Phải chị không? Giang xếp hết rồi, menu ngon luôn. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có một bữa cơm thật là ngon do chính tay của chị Lý Nhã Kỳ sắp xếp. À, Giang xếp. Chính tay chị Giang xếp. Em biết đó, giai đoạn mà buồn nhất của chị có lẽ là giai đoạn mà ba chị mất. Dạ. Nó là 2005, là khi đó chị 23 tuổi thì ba mới mất. Và đến lúc mà ba mất thì hai chị gái mới dám nghĩ tới cái cuộc sống riêng, đi lấy chồng. Còn lúc đầu thì gần như gia đình chọn đó là ba là một cái niềm sống của gia đình. Thời điểm đó nó có một biến cố rất là lớn là ba thì liệt, mẹ bị bệnh vì mẹ bị lao lực quá. Thì lúc đó mẹ cũng chỉ mới 30 mấy tuổi thôi, là mẹ phải gánh hết cả một cái gia đình như vậy. Và mẹ bị bệnh thì mẹ thì nằm một bệnh viện, ba cũng nằm một bệnh viện. Thì chị cả là phải là đứng bán hàng, rồi còn chị giữa thì chăm ba, và Kỳ chị thì lại đi chăm mẹ. Và lúc đó mới 7 tuổi thôi và đã có ý thức tự biết sắp xếp cho cuộc đời mình và sống trong cái điều đó từ nhỏ luôn. Nên là bây giờ thực ra không còn cái gì có thể gọi là làm khó chị, gọi là một cái áp lực mà sao chứng tâm lý chị lớn nhất đó chính là chị mất ba cái lúc đó thôi. Hồi nhỏ là đi học về là phải đi bán hộp dưa. Nhỏ bán hộp dưa, giờ lớn là bán hộp xoài nha mọi người. Nên mọi người muốn bán hộp xoài thì mọi người bây giờ đi bán hộp dưa. Bán hộp dưa. Ôi nhỏ. Hồi xưa lúc ba mất là sợ lắm, sợ. Kêu mẹ cho mẹ mình khoan chuông ba, có nghĩa mình đợi hy vọng, có nghĩa là luôn luôn chị hy vọng. Cho đến lúc mà ba hạ xuống rồi thì mình vẫn sợ. Lỡ khi ba tỉnh dậy rồi là rồi ba gọi ai cho được. Rồi sau đó mình suy nghĩ tới tìm cách gì để ba có thể sống lại. Suy nghĩ mọi cách và vô mạng, vô sợt, coi như tìm mọi cách là hồi xưa có nhiều người là mất đi rồi sống lại được này nọ. Thì mình có, ba mình có được nằm trong hy vọng chứ không chấp nhận. Rồi sau đó cũng vẫn không chấp nhận, chị tự né tránh cái điều đó. Thì khi đó chị mới quyết tâm là đổi tên, là xin mẹ cho mình có một cái tên thứ hai. Đó, cái tên đó là Lý Nhã Kỳ. Thật ra cái chữ Lý là tên của ba. Và chị mới quyết tâm là mình sẽ tạo ra một cái đôi gánh khác, đó chính là mình sẽ có trách nhiệm với gia đình. Lúc còn nhỏ chị rất là yếu ớt lắm, đụng cái xỉu, đụng cái hết, thiếu canxi là người co lên vậy luôn á. Nhưng mà ba lại gọi chị ra và nói rằng là con ơi, có nghĩa là bố luôn luôn có một cái điều trăn trở, bởi vì bố biết rằng là cái bố sẽ không bao giờ sống lâu được. Và có hai cái bố cảm thấy bố có lỗi. Thứ nhất là bố chưa làm lòng, bố chưa phải là một người cha tốt, bởi vì bố chưa cho tụi con được một cái sự đầy đủ. Cái thứ hai nữa là bố nói là bố cũng không làm tốt được người chồng, nghĩa là bố cũng chưa cho mẹ được một cái gì hết. Thì bố tin rằng là con có thể thay bố chăm sóc mẹ, cũng như là thay bố để gây dựng lại được một cái gia đình. Không ai nghĩ là bố lại kêu nhỏ Kỳ ra để dặn dò. Những gì mà dặn điều đó là mẹ hoàn toàn không biết, hai chị hoàn toàn không biết. Mà lúc đó Kỳ lại là một cô gái yếu ớt, nhút nhát nhất trong nhà. Rồi. Nhưng mà tại sao bố lại đè nặng cái gánh nặng đó lên đôi vai của một cô con gái Úc như vậy? Chắc tại bố đã có tầm nhìn. Bố ơi, bố đã nhìn đúng. Bố chỉ có tầm nhìn em. Khi nào thì cô phát hiện là ở Lý Nhã Kỳ cái năng khiếu trong cái ngành nghệ thuật này không? Cô có bao giờ mà cô thấy là Kỳ ở nhà nè ha, tự hát, rồi tự diễn, rồi tự múa? À, cái đó có, múa tham gia nghệ ở trường rồi. Múa thì ở nhà là bưng cái mâm ăn cơm á. Múa qua múa lại rớt kẽn. Thì mỗi một lần rớt á thì bà cụ hàng xóm á, bà lại nói chứ rồi á, con bé nhà lại rớt mâm rồi đó. Cái bà xưa là cái mấy cái mâm bằng thiếc. Mâm bằng thiếc đó, đó. Vuông vuông đó. Cái phẻng cái hết hồn. Hồi đó bố còn sống mà bố khôi hài lắm. Bố ở chứ con ơi, bố năn nỉ con đừng hát. Con hát là người ta không nghe được đâu. Chút nữa để con gài cho Lý Nhã Kỳ hát. Rồi rất là điệu. Rất là điệu. Bây giờ vẫn còn điệu. Hồi xưa coi cái phim mà Người Giàu Cũng Khóc á, cái cô đóng vai chính là Mariana. Dạ, dạ. Mà 30 Tết chứ thôi mà, mới học có lớp 4, lớp 5 thôi là 1-2 thằng đặt đòi mẹ dẫn con đi uống kiểu tóc Mariana. Nhưng mà mình thì bận buôn bán, mình đâu có coi phim đâu. Mình biết, mình hỏi Mariana thì họ ở đâu. Nó nói trong cái phim Người Giàu Cũng Khóc á, mẹ nhìn thì mẹ biết. Mà chú Thuận biết không,
dẫn đi từ chập chiều nha, mà đến gần giao thừa rồi cái tóc uốn xong, tại vì uốn nó có con như chiếc búa chú mà nó bùng lên vậy đó, điều lắm, mặc đồ là tự vô tròn. Và tới bây giờ cô ấy còn giữ được cái phong độ như vậy đó. Dạ. Nghĩa là cũng rất là điềm. Rất là điềm. Cũng rất là điềm. Rất là điềm. Có một cái giai đoạn rằng là chị quyết định là chị chuyển sang chị làm kinh doanh, dường như là chị rời bỏ showbiz luôn. Vậy thì lý do gì mà chị lại bỏ cái câu chuyện showbiz qua một bên để mà chị làm kinh doanh? Tại vì chính khi mình đang là một nghệ sĩ thời điểm đó nổi tiếng sau cái phim Kiều Nữ Đại Gia và đang rất nhiều cơ hội, thì đó chính là cái cơ hội để mình phải có một cái bàn đạp chuyển qua kinh doanh và nó sẽ hiệu quả hơn. Giống như nếu như mà Lan nghĩ đi, thời điểm đó chị đang ở đỉnh cao về nổi tiếng trong cái việc ba chị em mình thành công Kiều Nữ đi, và nếu mình chỉ nhìn đơn giản là mình đang nổi và có rất nhiều lời mời, rồi mình cứ lao đầu vào mình đóng phim ở những cái cơ hội đó, đóng phim thôi, thì đến giờ chị cũng bị nhà mặt rồi, và có thể chị lại không thăng hoa và chị không giữ được một cái vị trí mà trong 10 năm cho dù không hoạt động nghệ thuật nhưng mình vẫn có một cái vị trí trong lòng khán giả và vị trí trong giới chuyên môn, dạ, xã hội, và người ta vẫn chưa bao giờ quên một đi nha kỳ của Kiều Nữ và Đại Gia. Dạ đúng rồi. Và thực sự là cái ngay cả cái cách comeback thì mình cũng chọn đó, cũng như là mình chạy rất nhanh và mình đã chín mùi trong kinh doanh, thì khi bây giờ mình comeback lại thì cái ngọn lửa của nghệ thuật bây giờ thì nó đang cháy, mà cháy đỏ rực, chứ nó không phải là cháy màu vàng của sự non nớt lúc mới đầu. Hiện tại thì là Kỳ đang có rất là nhiều thứ, có thể nói là có tất cả rồi. Dạ. Thế nhưng Kỳ lại còn thiếu một thứ. Dạ. Cha mẹ ai cũng muốn con mình sống hạnh phúc, nhưng mà mình thấy là chắc duyên Kỳ chưa tới là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó vì Kỳ mê công việc quá, mê đến quên cả bản thân của mình, quên cả sức khỏe của mình. Cái đó là cái mà cô rất là buồn đó. Như hồi cô bệnh đó mà Kỳ về Kỳ chơi với cô đó, có ngày thôi cô nói mẹ sao mẹ nằm hay cứ vậy, sao con giờ có chịu hết nổi, mẹ con nhìn lên bốn bức tường con chịu không nổi, con lại về con làm công việc thôi. Có ba đứa con gái, còn cô con gái út hãy chi mà nó không có gia đình mà nó ở bên mình suốt, thì cũng nói cứ đi suốt là một cái người phụ nữ của công việc nữa. Đúng rồi, chạnh lòng đó. Lúc đầu thì buồn chứ, vì lúc đầu mình không quen cái cảm giác này. Tại vì thật ra con út thì lúc nào gần mẹ, kể cả trai út và là cái út gần bố gần mẹ hơn. Nhưng mà sau này thấy là cô ấy làm thì hăng say quá, rồi Kỳ cảm thấy viên mãn về cái những sự việc mình làm, thì mình nghĩ là cũng phải để cho cô Kỳ làm theo cái ý thích của Kỳ đi. Kỳ giống ba là không thể hiện ra bên bằng lời nói. Ngày xưa chú cũng vậy đó, mấy chục năm sống với nhau chú không thể hiện bất cứ gì về lời nói mà chú thực hiện về hành động. Thì bây giờ Kỳ cũng giống ba vậy đó, Kỳ không nói nhưng mà Kỳ thấy mẹ đến tuổi này rồi, mẹ thích đi chùa, mẹ thích những nơi yên tĩnh, là Kỳ xây luôn lên một cái biệt phủ như vậy đó. Rồi thấy mẹ ao ước ngày xưa là bố hứa bố đưa mẹ đi Đà Lạt chơi, rồi bố đã kịp đưa đi đâu thì bố mất rồi, là Kỳ xây nguyên một cái khu resort vậy đó để cho mẹ thoải mái ở Đà Lạt đó. Và em hỏi thiệt là đến bây giờ chị còn một cái điều gì gọi là băn khoăn, trắc trở, hoặc cái điều gì đó mà mình còn chưa làm được cho chị, cho cuộc đời của chị, cho gia đình chị, cho mẹ chị hoặc là cho ba chị hay không? Chị đã làm hết luôn á. Đến nỗi mà mọi người nói chứ ôi sao giờ nhìn Kỳ trẻ hơn cả hồi xưa, thì thật ra nó là gì nè, nhiều khi mình nói giỡn nhưng mà không biết có thiệt không, chị nói chắc có lẽ là mọi thứ nó đã được trọn vẹn và thậm chí là nó viên mãn hơn những gì mà Kỳ nghĩ. Thì giống như mình có cái khả năng gọi là tiết ra hóc môn hạnh phúc á, ăn chanh mà thấy ngọt. Cái sự việc mà ăn chanh mà cảm thấy ngọt không biết có phải là đang yêu không ta? Không, đang độc thân nha, đính chính nha. Mượn sống truyền hình để mình tự nói rằng là mình đang độc thân nha mọi người ơi. Độc thân nha mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ chị có đang sẵn sàng để đón nhận một cái tình cảm mới hay không? Chị nghĩ sẽ sẵn sàng chứ. Với một người phụ nữ như chị á, thì chị có cảm thấy rằng là mình khó để mà chọn người chồng cho mình không? Câu hỏi này mà hỏi cách đây 10 năm thì nó là câu trả lời là sẽ rất khó. Còn câu hỏi ở bây giờ khi mà mình
đã cảm giác viên mãn hết mọi thứ thì mình nghĩ chọn một người chồng cho Kỳ giờ cũng rất là dễ. Kỳ dễ tính hồi xưa nhiều lắm, hồi xưa Kỳ ép mình ở một cái sự gọi là phải hoàn hảo, tiêu chuẩn, và bản thân mình cũng đã là ép mình phải đạt tiêu chuẩn. Bản thân mình cũng đã không cho phép mình thụt lùi, bản thân mình luôn luôn ép mình ở sự hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo. Mình khắc nghiệt tất cả cảm xúc của mình luôn để mình tập trung cao độ nhất, chạy một con đường đua nhanh nhất và về tới đích sớm nhất. Nhưng mà khoảng thời gian đó là chị vẫn có người yêu mà. Nhưng thực sự là đối với mình, đến bây giờ mình vẫn nhận là cái sự đổ vỡ đó phải là do mình trước. Bởi vì mình yêu anh ấy, nhưng mình chưa đủ can đảm để đánh đổi và hy sinh, hoặc là hy sinh sự nghiệp để mà chọn gia đình. Lúc này mình cũng cần nói một lời, đó là lỗi là từ Kỳ trong cái chuyện chia tay và cái chuyện anh ấy tìm một cái hạnh phúc và bình yên và nó an toàn hơn là điều đúng đắn. Một người bạn của Kỳ ở nước ngoài, anh ấy viết Kỳ như là núi lửa, là luôn luôn ngầm, xong rồi đến phun ra là coi như là chỉ có thiêu cháy thôi. Vì vậy nên Kỳ nghĩ cũng là một điều mà khiến cho người đàn ông sẽ cảm giác khó an toàn và bình yên, vì chẳng biết đã cứ ngầm rồi bây giờ thì là khác hoàn toàn. Bây giờ thì khác, bây giờ y như kiểu mà núi lửa bị dập luôn rồi. Bây giờ thì giống như là dòng sông mạch nước ngầm đó. Đúng rồi. Vì vậy nên sau này mà nếu mà mọi người thấy Kỳ lập gia đình với một cái người nào đó bình thường quá thì cũng không nên sốc, cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì cách Kỳ chọn thì có thể là ở ngoài xã hội người ta bình thường, nhưng trong cuộc sống với Kỳ người ta là tuyệt vời. Bây giờ thì chị cho em ăn cơm được không? Được, chị cũng đói lắm rồi. Giờ mình đi ăn cơm nha. Ok. Đây, mời mọi người. Quá hoành tráng chưa? Bây giờ cái món này là, bây giờ em cho em biết là ai làm nè. Hồi nãy chị Kỳ nói với em là chị Kỳ đã chuẩn bị xong hết rồi. Chị chuẩn bị thôi, còn chuyện vào bếp là không biết của ai, đúng không? Em cũng không biết. Nhưng mà theo tay mắt của anh á, anh được biết là cái bữa ăn ngày hôm nay là do chị Kỳ chị thiết kế, nhưng mà chị có công rất lớn mới làm nếm. Hey mọi người, hiện đây là đang là một cái bếp chung dành cho ở biệt phủ Đê Tường nấu ăn cho mọi người, và nó nhỏ luôn nha. Kỳ không có biết nấu ăn nên là đầu bếp thì đây, đầu bếp chuyên nghiệp đây, còn đây chỉ là phụ bếp thôi, múc tới múc lui thôi à. Với lại giỏi được cái lên menu, rất là biết làm menu. Menu món ăn nào thì cũng rất là ngại cơm. Và đặc biệt thì cho mọi người coi, đó chính là cái món mà món ruột, món tủ luôn. Là đó là một món miền Bắc mà Kỳ rất là thích, là miếng xào măng gà. Wow. Mà thực ra là câu chuyện là món ăn ngon hay không là cái vị, là đó, do cái người nếm đó. Chứ còn ngồi nấu chín thì là bình thường rồi. Đúng rồi, cái mâm cơm này á là không có cái mâm mà bằng thiết, chứ không là có người ta cầm cái mâm lên ta múa ta quay quay rồi. Mỗi lần mà nghe cái bẻ một cái đó, bánh bà hàng xóm qua bà mang vô. Con nhà nó lại rớp mâm rồi. Con nhà nó hồi nãy đó nghe, trước khi vô biệt phủ của em đó, cô ấy nói em dẫn anh tới nhà của người này rất với em. Ai vậy? Trần Thị Thanh Nhà. Anh có biết lý do tại sao mà bây giờ chị Lý Nha Kỳ chị bán hột xoàn giỏi không? Không biết. Ừ, muốn bán được hột xoàn thì tuổi thơ phải đi bán hột dưa. Bán hột dưa thiệt hả? Bán hột dưa 7 tuổi. Mà em bán 3 loại luôn anh. Ừ. Mới đầu bán một hột dưa, nhưng mà em thấy có khách người ta hỏi hột hướng dương. Ừ. Rồi hột bí là về xin mẹ cho vốn mỗi thứ, là nhập luôn 3 loại. Xong rồi là bỏ vô cái bị là đứng từng bàn dụng. Rất là mua trí mua luật tới. Chú ơi con còn phải tìm cách để phải bán hết. Hết. Thấy không? Chiến lược. Nghe từ nhỏ là đã có cái đầu óc như vậy rồi. Dạ. Phải chúc mừng em. Tuổi thơ em gắn liền với hột dưa, nhưng lớn lên này phải gắn liền với hột xoàn. Muốn bán hột xoàn thì nhỏ bán hột dưa. Hiện tại đó, em đã làm quá nhiều thứ rồi. Dạ. Vậy thì còn điều gì em rất mong muốn làm cho cá nhân mình? Em sẽ sống bù lại tuổi thơ của mình. Ví dụ như một bữa cơm cùng với gia đình mà đầy đủ, nó cũng là một khoảng trống của chúng em. Thì bây giờ em nghĩ em sẽ làm điều đó nhiều hơn. Hồi xưa, vì hồi xưa toàn đứng trước cửa nhà hàng xóm để gọi là nhìn thèm cái bữa ăn gia đình đó. Mà đặc biệt đó là lúc đó mọi người sẽ được ăn thịt, ăn sườn, ram. Còn mình thì cũng chưa gọi là được một cái bữa ăn mà có được nhiều thịt như vậy. Thì mình sẽ
rất là mong có một cái không khí gia đình như vậy. Giờ em thích lấy chiếc xe đạp chạy một vòng, vì hồi xưa cũng không phải là được điều kiện để đi xe đạp. Hồi xưa đi bộ muốn chết, đi picnic, mọi thứ rất là đơn giản và cuộc sống em sẽ là như vậy. Bây giờ em ngồi kế mẹ nè, đó, kế mẹ Hòa nè. Đó, bây giờ em thấy cái không khí này như thế nào? Một lần mà ăn cơm mà ngồi ăn chung với mẹ, và mỗi một cái mùa hè được ngồi ăn cơm với các chị, các cháu như vậy đó, em thấy cái không khí của một cái bữa cơm đối với em như thế nào? Thực ra là nó khó để giải thích bằng lời nói, vì nó hoàn toàn thiên về cảm xúc. Đôi khi em ngồi em ăn đó, nhưng mà mình sẽ cảm giác nó một bữa cơm rất là ngon. Giống như em nói với lại Lan ơi, có lẽ là chị đang hạnh phúc một cách trọn vẹn viên mãn. Chị tiết ra được cái hóc môn hạnh phúc hay sao mà tự nhiên chị cũng thấy chị trẻ ra, mà em ơi chị ăn chanh chị cũng thấy ngọt nữa. Anh không nghĩ ra cái từ hóc môn hạnh phúc. Em đặt ra đó anh, vì em cũng không giải thích được. Cho nên nó tiết ra những cái tế bào hạnh phúc xung quanh anh, làm cho anh luôn luôn kiểu mà dư năng lượng, có năng lượng tích cực và trẻ. Anh biết em là người của công việc, đi suốt kìa. Đó là cô thì mỗi một ngày lớn tuổi như vậy. Anh biết rằng là cái lúc mà mẹ em bệnh nặng á, trong khi em là một người của công việc, tới như em không yêu bản thân mình nha, là khi em bệnh em còn không chịu đi khám bác sĩ vì em sợ nó phí thời gian. Nhưng riêng với mẹ thì em dành hết cả 2 năm đưa mẹ đi chữa bệnh ở Singapore, là em bỏ hết công việc ở Việt Nam, trong khi lúc đó em đang điều hành gần 20-30 công ty. Và tự nhiên từ đó em mới có thói quen là mang dép. Hồi xưa em không biết mang dép dép Lào ấy, mà khi ở với mẹ và nuôi mẹ là lúc đó là em bắt đầu chuyển luôn thói quen. Hồi xưa váy đầm thì lúc đó em chỉ còn mặc đồ thể thao, cái gì mà gọi là tối giản nhất và không mất thời gian nhất để dành chữa trị cho mẹ. Và khi chữa trị cho mẹ xong thì bác sĩ mới nói là cần thêm 6 năm để theo dõi. Nếu qua 6 năm thì coi như bà sẽ còn khỏe hơn em. Và em tiếp tục theo với mẹ 6 năm. Em chưa bao giờ để trễ một ngày tái khám, trong khi là cứ 3 tháng phải tái khám. Em có thể cancel đi can, em có thể cancel bất cứ một cái gì, thậm chí rằng là cancel luôn cả công việc kinh doanh và công việc mà đối tác bay qua Việt Nam, nhưng không được phép trễ mẹ một ngày. Anh nghĩ đi, em đi chữa bệnh cho mẹ, chữa đến em mua nhà bên đó luôn mà. Tại vì mẹ em lại là không ăn được đồ nước ngoài, không ăn được đồ Tây, phải ăn đúng món Việt Nam. Và cái quá trình để mà nuôi bà bên đó, để bà ăn món Việt Nam là thôi mua luôn nhà rồi cho bà cảm giác nó là một gia đình. 2 năm điều trị, 4 năm theo dõi mà mình vượt qua được, cho nên giờ mình quý sức khỏe lắm. Tại trong đó cái công sức của con gái mình nhiều quá, không đong đếm được. Và với mỗi một cách, mỗi một người thì sẽ thể hiện cái tình yêu thương gia đình và cha mẹ khác nhau. Nhưng có lẽ là em thần tượng bố mình tới mức quan điểm và suy nghĩ của em, tính cách của em và ngay cả cách thể hiện tình yêu của em dành cho mẹ và gia đình cũng sẽ giống bố. Ba em á, ít thể hiện với mẹ lắm. Trước khi mất mẹ vẫn trách ba, tại sao không nói tiếng yêu tôi. Nhưng mà mẹ không hề biết rằng là bố yêu mẹ rất nhiều. Yêu mẹ đến mức mà bố thừa biết rằng là tuổi thọ của bố sẽ ngắn hơn mẹ, vì rất nhiều bạo bệnh trong người sau chiến tranh. Thì bố là người gọi em ra, bố nói riêng. Và đến bây giờ em chưa bao giờ tiết lộ điều đó. Đến hôm nay có cơ hội thì em mới nói. Mà bố nói là con ơi, nếu như bố mất đi thì con là cái người mà bố tin và bố giao phó đó là hãy thay bố yêu mẹ và thay bố làm những gì mà bố không làm được cho mẹ, và thay bố chăm hai chị. Vì nếu mà là làm bố thì bố cũng chưa làm tròn với lại các con, vì còn là bố cũng chưa có cơ hội để đưa các con đi học được hàng ngày, vì bố bị liệt mà. Thì cái nghị lực của em chính là yêu bố nhiều quá mà em phải đạt được những gì bố muốn và thay bố làm những điều bố muốn cho cả gia đình. Và được ngồi công viên ghế đá, và mẹ rất thích cái bài Anh Còn Nợ Em, và em hay mời anh Thụy Vũ hát bài Anh Còn Nợ Em, vì cái lời của anh, cái giọng anh da diết. Hồi xưa hai ông bà không có tiền làm sao mà bắt xe đò đi lên mà đi hát công viên ghế đá trên Đà Lạt. Và đó là lý do tại sao vào đúng ngày sinh nhật của bố em âm thầm khánh thành cái resort, và em xây theo cái cách mà mẹ hay mơ ước, đó là
hoa rất là nhiều. Và những ngôi nhà nho nhỏ xinh xắn, có một cái vườn ngự uyển, có ghế ngồi. Thay bố làm cho mẹ cái điều mà mẹ muốn nhất, đó chính là cái resort Đà Lạt. Hôm nay nhân dịp chương trình này nè, xong lại có chú Thuận rồi cô Ngọc Lan đến chơi, thì mình mới biết ra là cái tâm nguyện của ba Kỳ công nhận kỹ kinh khủng. Ba mất là 16 năm nay mà nhất định không phun ra cho mẹ nghe đâu. Giống ba chỉ làm chứ không bao giờ nói. Bởi mình cứ chắc cái chỗ sao ông từ ngày ông cưới tôi, ông nói ông yêu tôi vậy. Như vậy là không còn nợ em đâu nghe. Đúng á, bây giờ là không, không còn nợ em đâu nghe. Mà em đã trả cục nợ của bố cho mẹ rồi đó. Dạ đúng. Mỗi lần mà nghe chú ca sĩ gì Vũ Vũ gì đó, Thùy Vũ, cái giọng chú lại ra giết quá, chú hát là bắt đầu mình khóc, khóc từ cái đầu bài đến cái cuối bài khóc. Khóc là gì, tức quá chưa đòi nợ. Bây giờ đòi nợ rồi. Vậy là bây giờ nghe bài đó là không khóc nữa nha. Bữa nào mà nghe Lý Nhã Kỳ hát cái bài đó đi. Nghe cái câu chuyện chưa? Anh còn nợ em. Chị ơi, bữa nào chị ôm lại tuổi thơ, chị múa mâm cho em coi. Múa mâm nè, đó còn hát nữa. Là để ha, sao bắt đầu giờ sẽ quay về là ai mà yêu em là giờ phải viết thư, viết thư tay, không nhắn tin. Đó, đây mấy anh ơi, mấy anh ơi, những người đàn ông, những ai yêu thích coi như là bỏ vô thùng em Lý Nhã Kỳ. Bước đến với cô này thì dễ ẹt nha. Viết thư tay, sáng mình dậy sớm mình quét sân, đạp xe đạp nữa, mình thấy có một cái cạc đó, cái cạc bé bé xinh xinh quạt xinh nó liệm như nhà, mình mở ra mình đọc, viết chúc mừng bạn gì lại khái cái mình chỉ trong nhà đi ăn đi con ơi. Bạn nào biết liễn cạc tôi chúc mừng con, chị mở chị đọc không chị xỉu bưng. Gì tỏ tình xỉu. Xỉu đấy, ta tỏ tình xỉu. Trời ơi, nữ hoàng hoảng sợ nè. Mà em là nữ hoàng hoảng sợ là gì? Nữ hoàng hoảng hốt á. Anh ơi, anh biết không, là nha, vô học môn sinh, học môn thí nghiệm con cá. Thấy con cá các bạn ngồi mổ con cá, máu chảy ra xỉu tưng. Ê, bây không, giờ còn xỉu không? Không, bây giờ thì trời ơi, em không xỉu một cái gì luôn hết. Em cảm giác giống như em hoàn toàn thay đổi khi mà tâm cái thiệp với thay đổi khi sự bóng mưng. Về rồi. cái sự trưởng thành và gần như em gánh trách nhiệm giống như thay bố là có thiệt. Trong lá thư đó nó viết gì vậy kì? Nó kêu rằng là bạn ơi, bạn đi học á, bạn đi ngang nhà mình á, mỗi ngày mình đều biết bạn mặc đồ gì, bạn mang đôi dép gì. Bây giờ mà bạn mà không cho gặp mặt và bạn không cho mình yêu á, là mình sẽ sống chết với bạn này nọ. Trời anh ơi, hồi xưa mẹ em, anh biết tỏ tình đến nỗi mà mẹ em phải báo công an luôn. 12 giờ đêm gọi điện thoại bàn á, chuông, nghe giọng của em. Alo, hồi xưa bố em khó tính lắm. Để điện thoại ngay đầu giường là coi như khỏi yêu nhé. Khỏi yêu bởi vì ai gọi là bố bắt máy trước. Bố duyệt mới được nghe mà. Điện thoại bàn mà. Alo, cái lúc cúp. Xong bắt đầu nó cảm thấy nó không tìm được em, và không gặp được em, hoặc không gọi được em. Cái phá điện thoại. Gọi lên, cúp máy, xong gọi lên hù. Gọi lên này nọ, xong bắt đầu gia đình hoảng sợ. Vô trong bắt đầu trạng thái lo lắng. Hoảng sợ xong bắt đầu mới gọi công an, báo công an. Mắc cười lắm. Hôm nay anh đại diện cho chương trình. Rất là cảm ơn Lý Nhã Kỳ đã cho hai anh em anh Ngọc Lan và Quốc Thuận đến thăm biệt phủ và được lắng nghe những câu chuyện của em và được chia sẻ những câu chuyện của cô. Dạ, cảm ơn mọi người. Rồi, trước khi kết thúc có điều gì muốn nói với mẹ không? Giống như bố, ít thể hiện nhưng mà sẽ hành động, đó chính là yêu mẹ. Chị cũng như mẹ xin cảm ơn chương trình đã tạo cho hai mẹ con có một cái cơ hội để ôn lại nhiều kỷ niệm với khán giả cũng như với chương trình, đặc biệt là với anh Thuận và Ngọc Lan. Đây là những cái sự chia sẻ mà chị nghĩ rằng là bình thường cũng ít có can đảm để nói với mẹ. Thì hôm nay cũng có thể ngồi tranh thủ nói chuyện mẹ được một chút nữa. Rất là cảm ơn chị cũng như là cảm ơn cô. Và Lan tin chắc rằng số phát sóng ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một cô Lý Nhã Kỳ. Không phải là chỉ có cái bề ngoài lạnh lùng đó không, mà cổ là một người rất là tình cảm. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.